Chào các bạn, hôm nay mình xin hướng dẫn các bạn sửa một cái bo máy giặt Sanyo Inverter D900. Cái chủ đề này thì nó không có mới mẻ gì so với những cái bạn đã theo dõi thầy thường xuyên trong thời gian qua, nhưng nó cũng giúp ích cho được một số bạn mới tập tành trong vấn đề sửa bo mạch. Thì như các bạn biết, D900 chúng ta thì bao gồm có gì? Bo đầu và bo đuôi các bạn ha. Đây chúng ta lấy ra xem. Cái này có một bạn ở tỉnh gửi lên cho thầy. Chúng ta xem như thế nào các bạn ha. Okay. Đây là thông thường thì chúng ta nói là bo này là bo đầu, bo này là bo đuôi. Các bạn ha. Bạn đó nói lỗi gì đây? Chúng ta sẽ thử xem. Các bạn ha. Chúng ta sẽ kết nối bo đầu và bo đuôi lại với nhau để chúng ta thử xem nó hư hỏng nó báo như thế nào các bạn nha. Ok, chúng ta sẽ thử. Chúng ta sẽ mở ra. Chúng ta sẽ mở ra, chúng ta sẽ thử các bạn. Đó, về cho nó dễ các bạn ha. Và chúng ta sẽ lấy bộ dây, chúng ta sẽ gắm vô. Các bạn nên làm sẵn những cái bộ dây để các bạn thử, có rất là nhiều đầu để các bạn cắm thử nhiều cái loại bo khác nhau. Ok. Chúng ta sẽ thử các bạn ha. Rồi, chúng ta sẽ kết nối bo đuôi chị đi nha. Alo. Ai đó? Đứa nào đó? Ừ, chị đó không? Thầy đang video tí, thầy đang video đây, quay video chút xíu em gọi lại cho thầy nha. Thầy đang quay video. Ừ, ok em. Rồi, chúng ta sẽ kết nối bo đầu bo đuôi lại với nhau. Dạ, kết nối motor các bạn thấy đó, chúng ta sẽ làm lần lượt ha. Rồi chúng ta sẽ mở nguồn thử nha các bạn. Đây là công tắc cửa, đây là những cái van cấp nước chúng ta không có thử, chúng ta để qua bên. Rồi. Rồi, chúng ta sẽ tiến hành, chúng ta sẽ mở nguồn nha các bạn. Chúng ta sẽ cấp điện vô. Những cái video clip mình mong là làm cho các bạn thì các bạn cố gắng các bạn theo dõi tí xíu thì các bạn có thể là tự sửa máy cho các bạn để đỡ tiết kiệm chi phí, và các bạn cũng có thể là bớt thời gian đi lại để tới những cái nơi sửa chữa bạn ha. Rồi chúng ta sẽ mở thử các bạn. Ok, mở nguồn nha các bạn. Chúng ta thấy là motor không quay các bạn thấy ha. Chúng ta thấy một điều là motor không quay, không hề quay. Motor không quay. À, báo lỗi ED. Được chưa? Các bạn thấy như vậy thì nó đang bị báo lỗi ED. Vậy thì chúng ta sẽ gì? Sửa nó. Rồi, việc đầu tiên chúng ta sửa nó thì các bạn đơn giản hóa vấn đề, đừng có phức tạp vấn đề. Như vậy thì chúng ta sẽ tiến hành, chúng ta sẽ mở ra và chúng ta sẽ xem báo lỗi ED như thế nào. Đầu tiên thì các bạn đo xung đồng bộ của nó. Đo xung đồng bộ như ở đây thì mình vẫn dạy các bạn học trò của mình rất kỹ cho cái vấn đề này. Hầu như là các bạn học trò ở đây đều làm được những cái mạch này cả. Rồi vậy chúng ta sẽ đo xung đồng bộ của nó. Như vậy chúng ta biết rằng bo đầu và bo đuôi được kết nối với nhau bởi gì? Bốn đường lạnh. Đúng ra mình sẽ làm cho các bạn xem nha, các bạn có thể coi là bao gồm gì? Tím nâu và cam vàng, các bạn thấy không? Tím nâu cam vàng. Giờ chúng ta sẽ chọn, chúng ta đo tím nâu cam vàng. Alo. Alo. Gì đó em? Thầy ơi, cho hỏi đi, hôm nay em lại gặp một bạn là em thầy đang quay video clip, thầy đang quay video clip, chờ thầy tí, thầy đang quay video clip. Thầy đang quay video clip. Chúng ta sẽ chuyển về thang gì? 0.5. À, được chưa các bạn? Đây mình để thang 0.5 các bạn xem. Như thì chúng ta sẽ đo
tím, nâu, cam vàng. Nếu có xung đồng bộ giữa bo đầu bo đuôi thì nó sẽ lên một chuỗi xung liên tục, còn nếu như mà không có xung đồng bộ thì nó sẽ bị ngắt quãng. Như vậy chúng ta sẽ đo tím, nâu, cam vàng các bạn nha. Ok, đây tím, nâu, được chưa? Đây các bạn thấy không, tím, nâu, cam vàng, tím, nâu, được chưa các bạn? Mở nha các bạn nha, mở. Ok, đó xem. Các bạn thấy không? Nó đồng hồ sẽ nhảy ra. Bạn thấy chưa? Ra rớt xuống. Bạn thấy rõ không? Nghĩa là mất sự kết nối đồng bộ giữa bo đầu và bo đuôi. Và bo sẽ báo lỗi là OD. Được chưa các bạn? Các bạn thấy không? Báo lỗi OD và máy sẽ cúp. Như vậy thì chúng ta sẽ tiến hành, chúng ta sẽ sửa bo đuôi, xem bo đuôi bị vấn đề gì mà không có xung của bo đuôi trả lời lại cho bo đầu. Thì chúng ta sẽ tháo ra, chúng ta sẽ mở bo đuôi ra chúng ta xem. Tạm thời bo đầu chúng ta để qua bên. Chúng ta sẽ xem một đôi. Sửa một cái máy thì nó không khó, nó đòi hỏi chúng ta phải có tìm hiểu chút xíu về nó. Để các bạn nha. Rồi chúng ta sẽ mở vào đuôi ra. Các bạn cũng nên cố gắng tập làm. Những cái linh kiện ở đây thì bên chỗ của mình đây có đầy đủ hết. Các bạn mua cái gì cũng có hết. Các bạn có thể là mua thoải mái. Ok, các bạn nhớ khi mà các bạn gỡ cái bo này ra thì các bạn nên nhớ là trên bo xăng vô chúng ta có hai cái con ốc ở bắt hai đầu của cái bo, các bạn phải gỡ ra. Có một số bạn đem tới cho mình á thì không gỡ cái con ốc này ra mà cố gắng nảy cái bo ra. Như vậy nếu mà các bạn nảy cái bo ra như vậy á thì nó sẽ bị nứt cái bo, lúc đó là rất khó sửa. Tại vì cái đường mạch nó nứt thì chúng ta gì, chúng ta rất là khó làm. Cái xăng vô được có một cái là các bạn nảy ra cái này rất dễ, tại vì cái keo của nó không có cứng. Gặp cái Hitachi thì chúng ta thua, Hitachi chúng ta không có nảy được, chúng ta phải cắt. Rồi vậy chúng ta lấy lên. Ok, mới lên. Rồi, bo này cũng bị sửa một chỗ. Rồi, vậy chúng ta sẽ tiến hành chúng ta đâu. Vậy chúng ta sẽ cấp nguồn vô. Mình sẽ làm từng bước, không nhanh. Các bạn có thể xem và theo dõi nha các bạn ha. Rồi, vậy đầu tiên là chúng ta sẽ kiểm tra nguồn cấp vào trong cái bo. Vậy là, như các bạn biết thì nguồn chúng ta được cấp bởi gì? Bởi gì đây? Dây xanh và dây nâu, bạn thấy không? Đây là dây nguồn, mình hướng dẫn rất từ từ, các bạn có thể xem. Đây là xanh và nâu, đây là hai dây của bo đầu cấp điện xuống cho cái bo đùi chúng ta. Bạn thấy rõ không? Vậy là chúng ta sẽ tiến hành, chúng ta sẽ cấp điện vô, và chúng ta sẽ đo vol, ok. Rồi các bạn cấp điện vô ha. Nhưng mà các bạn nên nhớ khi mà các bạn sửa máy thì các bạn phải có bóng đèn bảo vệ quá tải nha. Nếu không có bóng đèn bảo vệ quá tải thì khi chúng ta làm có sự cố thì nó sẽ nổ bùm, như vậy là không có nên trong vấn đề sửa chữa. Mỗi lần nổ thì vậy thì nó sẽ hại nặng hơn. Vậy dây nâu, dây xanh, các bạn nhớ cấp đúng cho mình nha, cấp lộn thì có hậu quả đáng chịu ha. Ok, dây xanh, dây nâu, bạn thấy không? Xanh nâu đây, xanh nâu. Giờ chúng ta sẽ đo vol, cấp ra cấp điện vô chúng ta sẽ đo vol. Rồi mở ra các bạn. Mở, chúng ta sẽ đo vol. Đầu tiên là chúng ta sẽ đo cái đường điện áp ngoài cấp vô có 220V chưa. Đây là điện áp ngoài cấp vô các bạn ha. Chưa ăn các bạn nha. Thử lại các bạn. Mình làm rất từ từ, các bạn có thể theo dõi từ từ chúng ta làm nha. Chúng ta không phải nhất thiết phải làm lẹ nha các bạn. Rất từ từ.
chúng ta sẽ tiến hành chúng ta sẽ ra đo vôn. Ok rồi, như vậy thì các bạn đo vôn ngay chỗ này. Như vậy thì các bạn thấy là hai dây màu nâu và màu xanh, bạn thấy không? Màu nâu đây, màu xanh đây, bạn thấy không? Đây màu nâu và màu xanh. Màu nâu và màu xanh này thì nó sẽ cấp điện xuống, màu nâu và màu xám và màu xanh sẽ cấp điện xuống cho cái bo của chúng ta. Rồi như vậy thì chúng ta sẽ tiến hành chúng ta sẽ cấp điện xuống ha. Ok, chúng ta sẽ kiểm tra. Chúng ta mở ra, chúng ta sẽ đo điện xuống ha. Ok, ở đây một dây và ở đây một line có điện xuống, các bạn thấy không? Các bạn đo hai đầu điện nè, đây các bạn thấy được chưa? Đây đo đồng hồ có điện xuống, có điện xuống, ok chưa? Và chúng ta đo tiếp tục ra xem. Như vậy thì điện ở đây mình sẽ vẽ ra cái mạch cho các bạn xem luôn. Thực chất ra nó vô cùng đơn giản, mình sẽ vẽ ra cái mạch cho các bạn xem nha. Như vậy là điện áp của chúng ta là gì? Đây các bạn, bạn thấy không? Dây màu xanh và dây màu xám. Xanh và xám. Đây là xanh. Đây là xám. Đúng chưa? Xanh xám. Như vậy thì đường mạch nó chạy một cái thì nó sẽ qua gì? Một cái cầu chì. Các bạn thấy rõ ràng à, đây cái cầu chì đây. Cái cầu chì đây. Bạn thấy cái cầu chì không? Đây cái cầu chì. Đây là trụ lọc nhiễu, đây là cuộn dây lọc nhiễu. Như vậy thì dây màu xanh, dây màu xanh sẽ chạy qua một cái gì? Cái cầu chì. Tới đây là cuộn dây lọc nhiễu. Bạn thấy không? Đây cuộn dây lọc nhiễu. Như vậy ở đây chúng ta đo dây màu xanh. Màu xanh và dây màu xám mà có điện. Đúng chưa? Vậy dây màu xanh ở đây chúng ta qua đây là cái cầu chì. Đúng chưa? Rồi, chúng ta sẽ kiểm tra tiếp tục xem điện áp gì tới đâu, tới đó như thế nào. Điện áp đây là 220V. 220V. Ok. Như vậy nó sẽ chạy qua cái cầu chì ở đây, chạy ra đây là qua cái cầu chì, các bạn thấy không? Qua cái cầu chì. Như vậy là qua cầu chì thì nó bị mất điện. Bị mất điện, các bạn thấy không? Bị mất điện. Như vậy thì qua cái cầu chì mất điện, một số bạn thì cứ là nghĩ rằng cầu chì đứt thì nói cái cầu chì. Đúng, cầu chì đứt sẽ nói cái cầu chì. Nhưng khi mà bạn nói cầu chì, bạn sẽ hiểu rằng một vấn đề, khi mà một cái bo nó bị sự cố thì nó mới đứt cái cầu chì. Còn khi mà cái bo không có sự cố thì nó sẽ không đứt cái cầu chì. Các bạn hiểu không? Như vậy các bạn phải hiểu được cái như vậy thì chúng ta mới có thể là sửa được cái bo. Như vậy thì nó phải có sự cố thì nó mới đứt cái cầu chì, chứ không thì nó không đứt. Vậy chúng ta sẽ tìm hiểu xem cái nào làm cho nó đứt cái cầu chì. Như bạn biết rằng 300V nó sẽ chạy gì? Nó sẽ chạy qua cầu diode. Bạn thấy cầu diode. Ở đây nó có một cái delay để khởi động nguồn mồi. Qua cầu diode. Mình hướng dẫn rất tỉ mỉ, rất rõ ràng. Các bạn có thể coi và các bạn làm. Qua cầu diode. Cầu diode. Đúng chưa? Như vậy các bạn thấy rằng đây là cầu diode. Như vậy chúng ta ở đây chúng ta sẽ có điện áp là khoảng chừng 318V. Ở đây là 220V. Đúng chưa? Như vậy thì ngay đây là chúng ta thấy rằng là có 318V. Như vậy 318V thì nó sẽ cấp điện cho gì các bạn? Nó sẽ cấp điện cho IC công suất. Đây là IC công suất của inverter. Ok, đây. Bạn thấy chưa? Như vậy thì chúng ta sẽ kiểm tra IC công suất. Chúng ta sẽ kiểm tra IC công suất. Xem có chạm không. Những cái kiểm tra IC công suất này thì hầu như là 100% học trò ở đây đều kiểm tra được. 100% chứ mình không có nói là 99%. 100%. Vậy là mình sẽ kiểm tra IC công suất xem có chạm không. Các bạn ha, chúng ta sẽ mở về thang dân 1. Chúng ta sẽ kiểm tra UV đúc và nguồn cộng nguồn trừ. Ha. Ok. Chúng ta kiểm tra, đây là đường 3 pha. UV đúc, bạn thấy không?
đây 3 giây quy đúp để chúng ta sẽ kiểm tra. Không lên này các bạn ha, mà lên 10, cái này không lên, bạn thấy không, cái này lên thẳng kim, đổi ngược chiều quay xem cũng lên thẳng kim, đúng chưa? Như vậy là pha này bị chạm các bạn nha, là hiểu chưa? Như vậy thì có một pha bị chạm. À, alo, thầy đang quay video clip, thầy đang quay video clip chờ xíu nha. Ok, các bạn thấy đó, một ngày biết bao nhiêu cuộc gọi điện thoại mà các bạn gọi liên tục. Rồi, như vậy thì chúng ta sẽ thấy rằng để đứt cầu chì thì phải có sự cố, nguyên nhân có sự cố. Các bạn làm mạch điện các bạn cũng biết rằng một cái vấn đề đó, chứ không phải là chúng ta sẽ tiến hành, chúng ta sẽ thay thử IC công suất các bạn ha. Ok. Giờ chúng ta sẽ mở IC công suất ra. Cho nên là trước khi thay cầu chì phải gì? Phải kiểm tra xem có phần nào bị chạm hay không, chứ không phải là cứ mỗi lần mà đứt cái cầu chì là các bạn hay có một cái thói quen là gắn cái cầu chì khác vô, thế là nó tiếp tục nó nổ tiếp. À, nếu như các bạn có bóng đèn bảo vệ quá tải thì các bạn thấy bóng đèn quá tải nó sẽ sáng lên. Nãy giờ mình hướng dẫn rất đơn giản các bạn, thấy không, không có gì phức tạp trong cái vấn đề chúng ta sửa chữa đây cả. Chúng ta cứ bình thường, chúng ta sẽ nảy ra bình tĩnh, chúng ta nảy ra cái này các bạn phải từ từ, các bạn hãy các bạn chú ý là cái đầu vít này đừng có cấn lên cái mạch, nó làm đứt đường mạch, như vậy chúng ta sẽ rất khó sửa nha các bạn ha. Ok, cái chủ đề này thì nó không mới, không có mới so với các bạn, nhưng mà thực chất ra những cái này nó hư rất nhiều, cho nên mình hướng dẫn cho các bạn rất thật tỉ mỉ để các bạn có thể tự làm, tự sửa cái máy cho chính mình. Những cái nào nó quá thông dụng mình hướng dẫn trên video clip là hướng dẫn những cái thông dụng, còn những các bạn nào có gút mắc phức tạp gì đó mà chúng ta không sửa được thì các bạn cần phải đi học. Như vậy thì nó mới đúng, chứ không phải là cái gì các bạn hỏi mình cũng trả lời được. Mình cũng thật tình mà nói các bạn là có những cái mình phải đi giữ lại để cho dạy cho học viên, không thể nào mà công bố hết cho các bạn được nha các bạn, bằng thông cảm. Giống như cái mạch này ở đây là chắc ra mình cũng có cái sơ đồ vôn đây các bạn, mà thấy không, đây sơ đồ vôn của nó nè các bạn, thấy không, đó đúng chưa, đây các bạn thấy không. Mình cũng có sơ đồ von đầy đủ hết, nhưng mà mình không thể nào mà các bạn nên biết cũng có một đây các bạn, sơ đồ von đầy đủ, chân có chân từng chân từng chân von bao nhiêu hết. Rồi, gặp những cái banh khó thì mình sẽ dùng sơ đồ von để mình làm, còn những cái banh dễ ẹt như vậy thì tự làm, cái gọi là quá dễ chứ không phải là dễ bình thường nữa mà ha. Mình hướng dẫn rất rõ, nãy giờ mình hướng dẫn từ từ, các bạn có thể tự coi, các bạn có thể tự làm nha. Ok, sở dĩ mình làm những cái video clip này là thực ra những cái bo này gửi đây mình rất nhiều, sửa rất nhiều, hiện nay còn vài chục bo mà có một mình làm, cho nên là làm rất là từ từ. Những cái bạn mà học trò mà học của mình á thì biết làm thì họ phải ra làm riêng, đó là cuộc sống của người ta mà mình không có nói được. Các bạn làm thợ các bạn cũng biết là một thời gian khi các bạn làm cứng cáp rồi thì các bạn cũng phải ra làm riêng chứ không thể mà cứ làm hoài cho thầy được, các bạn phải tự ra làm riêng.
Còn một số bạn thì có những cái bo mình gửi trả về thì cũng rất thành thật xin lỗi các bạn. Thật chất là thời gian của mình không có nhiều lắm. Nguyên clip của mình làm cũng rất chậm rãi, cũng chẳng mang tính chất quảng cáo nhiều đâu. Các bạn có thấy là mình làm rất rõ ràng, nãy giờ mình làm không có cái gì giấu giếm các bạn hết. Đó, các bạn thấy rõ ràng ha. Cái thời gian nãy keo thì nó lâu, nó vậy thôi. Nó cực cực cái lúc mà chúng ta nạy như vậy nè các bạn. Nó lâu, nó chiếm thời gian nó lâu. Đó. Còn các bạn nào mà khách hàng á mà các bạn muốn gửi vô sửa bo mạch mà những cái lỗi vậy thì các bạn chỉ cần gửi cái dĩ không thôi, không cần mà các bạn phải gửi nguyên cái mạch gì cho phức tạp vấn đề. Ai vậy? Đang quay video, đang quay video. Mua đúng mực không anh? À vậy hả? Ừ, thấy đơn một kia đó. Cái số 4 luôn là nó không quan trọng. Nhưng mà phải đúng. Họ biết không? Quản lý. Dạ đây ạ. À.